nhân dịp sang thăm làm việc và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ nhất ủy ban hợp tác song phương việt nam brunei bộ trưởng văn phòng thủ tướng bộ trưởng thứ hai bộ ngoại giao và thương mại brunei darussalam lim jokseng đã có buổi làm việc với bộ công thương Tại buổi làm việc, hai bên đã điểm lại một số kết quả hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong thời gian qua và vui mừng ghi nhận mức trao đổi thương mại năm 2016 đã đạt 97,7 triệu đô la Mỹ, tăng 32,6% so với năm 2015. Hai bên đã trao đổi về tiềm năng triển vọng để mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực như thương mại, dầu khí, các sản phẩm, Hà Lan, hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác trao đổi thương mại nội khối tranh thủ tận dụng những tiềm năng sức mạnh của các thị trường lớn trong khối để giảm bớt sự phụ thuộc vào các đối tác lớn bên ngoài trong bối cảnh trao đổi thương mại nội khối asean vẫn còn ở mức thấp như hiện nay